Xin chào các bạn, rất vui được chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến thức Tử Vi ngày mới hôm nay. Lời đầu tiên thì thay mặt Kiến thức Tử Vi, chúng tôi gửi tới các bạn những lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Cảm ơn các quý anh chị và các bạn đã ủng hộ và cùng đồng hành với Kiến thức Tử Vi chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Quý anh chị và các bạn thân mến, trong ngày hôm nay thì Kiến thức Tử Vi chúng tôi sẽ chia sẻ đến các quý anh chị và các bạn với một video mới nhất và nóng nhất có nội dung như sau: tử vi về nhân tướng học, về theo dõi vận trình tài lộc của người tuổi Ngọ trong tháng 2 năm Tân Sửu 2021. Và về tháng 2 này thì đối với người tuổi Ngọ sẽ phải gặp những điều may mắn nhất hay là phải đối đầu với những xui xẻo và đen đủi trong tháng 2 năm Tân Sửu 2021 này. Vậy đối với người tuổi Ngọ thì phải làm những điều gì trong tháng 2 này để có một tháng tốt lành và hanh thông hơn? Thì sau đây xin mời các quý anh chị và các bạn hãy theo dõi tử vi về vận mệnh và tài lộc. Và sau đây xin mời các quý anh chị và các bạn hãy theo dõi chi tiết của nội dung bài viết dưới đây trong ngày hôm nay. Về xem tử vi về vận mệnh và tài lộc, tình duyên và gia đạo của người tuổi Ngọ trong tháng 2 năm Tân Sửu 2021. Về trong tháng 2 này, đối với người tuổi Ngọ thì thiếu nhiệt huyết hay trì hoãn trong cuộc sống. Về trong tháng mới, nó đòi hỏi con giáp tuổi Ngọ phải thoát khỏi những sự ủ ê, buồn chán ở hiện tại để có thể tìm lại được sự nhiệt huyết của mình. Như những tháng trước đó, ngày nguyệt lệnh, lâm cung bệnh, nó khiến cho bạn có xu hướng lười hoạt động và thường xuyên có cảm giác mệt mỏi, thiếu tập trung. Lại thêm sự xuất hiện của tứ hành xung, nó dự báo là có những xích mích căng thẳng ở nơi công sở nên càng khiến cho tâm trạng của người tuổi Ngọ không được tốt. Do đó bạn có xu hướng muốn trì hoãn mọi việc để thời gian khác thích hợp hơn mới tiến hành. Nhìn chung là cải thiện yếu tố về tinh thần, nó là một vấn đề quan trọng đối với con giáp tuổi Ngọ trong tháng này. Và bạn có thể sử dụng những biện pháp mùi hương, hoặc ví dụ như để quần áo thơm tho, sạch sẽ để làm mình vui. Đó cũng là một việc mà bạn nên làm. Bạn có thể treo thêm một chiếc túi hoa hoặc là sáp thơm để ở trong tủ quần áo, vừa khử mùi vừa đổi côn trùng, cũng là lưu trữ mùi hương rất dễ chịu cho quần áo. Tuy nhiên thì bản mệnh nên ưu tiên loại túi sáp thơm có thành phần từ thiên nhiên, nó sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Ngoài ra thì bạn có thể gặp một số người bạn lớn tuổi và có nhiều kinh nghiệm, chỉ đơn giản là điều đó giúp cho bạn có một cảm xúc vui sướng khi ta được trò chuyện với người khác, ngưỡng mộ hoặc là người yêu thích để bạn tìm lại động lực cho mình mà thôi. Rất may mắn là trong tháng này có sao Thiên Đức xuất hiện, nó mang tới nhiều cơ hội phát tài phát lộc cho những người tuổi Ngọ và những người năng động. Việc gia tăng thu nhập trong thời gian này có thể rất dễ dàng. Là thế nhưng bản mệnh chớ nên quá tham lam và hãy biết lượng sức mình. Và các bạn thân mến, thứ nhất là xem tử vi về sự nghiệp của người tuổi Ngọ trong tháng 2 năm Tân Sửu 2021 về âm lịch. Về xem tử vi trong tháng 2 năm Tân Sửu thì tuổi Ngọ về âm lịch, về sự nghiệp có thể thấy luôn có thể xuất hiện những rắc rối khó lường, dù là cho bản mệnh đã chuẩn bị mọi thứ khá kỹ càng. Điều này có thể là vì sự chủ quan của bạn, lại thêm kẻ xấu muốn làm hại nên bạn khó tránh được những sự cố này. Nó ảnh hưởng của thiên quan đã khiến cho con giáp tuổi Ngọ lúc này không đủ khả năng kiểm soát tốt những cảm xúc của mình. Bạn rất dễ có những hành động sai trái ở trong lúc nóng giận, từ đó có thể phạm sai lầm chỉ vì những lời xúi giục hoặc ác ý từ người nào đó. Thực ra nếu bạn có thể linh hoạt một chút và xem xét mọi việc ở góc độ khác nhau thì tình thế sẽ không như vậy. Mỗi khi cơn giận nổi lên thì bạn hãy hít thở thật sâu, sau đó lại tập trung xem mình đang suy nghĩ gì và tìm cách để điều chỉnh chúng. Về tháng Mão Ngọ tương phá nên khuyên con giáp tuổi Ngọ là đừng quá tin tưởng ai đó,
kẻo sẽ mất cả tiền bạc lẫn tình cảm. Đây chính là ngày mà dường như những kỳ vọng của bạn đặt ra cho ai đó quá lớn mà bạn có tâm lý như vậy. Về thứ hai là về đường tài lộc của người tuổi ngọ trong tháng 2 năm Tân Sửu 2021. Theo tử vi năm 2021 đã nhận thấy là tài lộc của người tuổi ngọ lúc này chưa thể rực rỡ, nhưng đang có dấu hiệu khởi sắc rất rõ rệt. Nhất là ai đang làm chuyện kinh doanh, đầu tư thì sẽ nhận được những lời khuyên đánh giá giúp cho họ có thể kiểm soát được khoản tiền kha khá. Tuy nhiên thì với những ai đang tham gia trò may rủi tiền bạc của mình thì hãy cẩn thận, vì bạn chỉ may mắn được 1 đến 2 lần mà thôi, sau đó sẽ có nguy cơ mất trắng. Do đó việc bạn cần phải tập trung nhất đó là cải thiện khả năng sử dụng về tiền bạc, dùng trí tuệ của mình để gia tăng thu nhập chứ không phải là chờ vận may tới. Bạn cũng dễ để xảy ra những sai sót trong thời gian này, nên cũng phải hạn chế tham gia các hợp đồng có số tiền lớn hay là thương vụ có tính rủi ro cao. Còn với những đối tác mà làm ăn cùng nhất định phải tìm hiểu về quá khứ của họ thì mới có thể biết người đó có làm ăn chân chính, ngay thẳng hay không mới hợp tác. Có dấu hiệu cho thấy nhiều người tuổi ngọ chi tiêu quá tay để mua sắm. Có thể bạn mua quà cho mọi người nên nghĩ rằng chi mạnh tay một chút cũng không sao. Thế nhưng nếu bạn không cân đối số tiền đang có thì vẫn nguy cơ bạn vướng vào nợ nần trong tháng này đó. Về thứ ba là tử vi về đường tình duyên của người tuổi ngọ trong tháng 2 năm Tân Sửu 2021 về âm lịch. Theo tử vi trong tháng 2 năm 2021 của 12 con giáp về âm lịch cho rằng vận trình tình cảm của người tuổi ngọ là khá hiền hòa, bạn còn tìm được sự an ủi và động viên ở bạn bè và người thân, người yêu hoặc vợ chồng khi rơi vào tình huống khó khăn trong cuộc sống. Nhân khi có ngũ hành tương xung nó hậu thuẫn cho đời sống tình cảm của người tuổi ngọ, và lời khuyên cho con giáp tuổi ngọ là đang độc thân, đó là điều bạn thích một ai đó cứ thẳng thắn đối diện. Chỉ cần là điều bạn thích, hãy cố gắng hoàn thành nó để sau này không cảm thấy hối tiếc. Thế nhưng bản mệnh chớ nên mơ mộng tình yêu đẹp như phim. Thậm chí là khi mới yêu, bạn say trong mật ngọt, nhưng khi đã tỉnh táo thì bạn sẽ cảm thấy hụt hẫng và trống rỗng mà khi đối diện với điều kiện thực tế. Với những cặp đang yêu hay vợ chồng thì khuyên bản mệnh, thay vì dốc hết toàn lực để đổi lấy tình cảm của người khác, hãy dành thời gian yêu thương bản thân mình nữa. Chỉ khi đó thì thế giới sẽ trở nên xinh đẹp hơn, và thôi phụ thuộc quá nhiều vào người khác. Về thứ tư là xem tử vi về đường sức khỏe của người tuổi ngọ trong tháng 2 năm Tân Sửu 2021. Về theo tử vi của người tuổi ngọ trong năm 2021 là do tính chất công việc nên trong tháng 2 năm 2021 này bạn thường có nhiều thói quen ăn uống sai cách, hoặc vì buồn phiền nên bạn chán ăn khiến cho chúng dần mang đến những hậu quả xấu ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Điều dễ thấy nhất đó là sắc diện da rẻ không hồng hào, thậm chí xanh xao hoặc vàng vọt, thì bản mệnh hãy cố gắng dùng phấn son để che phủ, vẫn không thể giấu được sự mệt mỏi trong ánh mắt của bạn. Ngày nguyệt lệnh lâm bệnh nên bản mệnh lúc này càng lười hoạt động về tinh thần, càng đi xuống. Hãy chút bầu tâm sự với ai đó để giải tỏa những căng thẳng trong lòng, hoặc đơn giản là mỗi ngày đi bộ một chút cũng giúp bạn cải thiện tâm trạng, ngủ ngon hơn. Với thời tiết ở trong tháng này thì người bệnh về xương khớp, tiêu hóa, dạ dày nên hạn chế ở lâu trong một môi trường ẩm ướt. Về lục bạch bay về phương Tây, nó dự báo là rất dễ bị thương vì kim loại, bị chảy xước hoặc gặp tai nạn về xe cộ. Do đó, khi làm việc gì có liên quan đến dao kéo, bạn cũng cần phải thận trọng khi đi ra ngoài, phải tập trung điều khiển phương tiện giao thông, không nên vừa đi vừa nghe điện thoại là không tốt. Về thứ năm là cẩm nang vượng vận cho từng người tuổi ngọ trong tháng 2 năm Tân Sửu 2021. Thứ nhất là tử vi cho người tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, nam thì thái dương mà nữ thì thổ tú. Về khẩu quyết là hãy để
Những chuyện cũ trôi vào dĩ vãng và sống cho hiện tại. Còn quý nhân là người tuổi Dần và người tuổi Thìn. Người tiểu nhân là người tuổi Sửu và người tuổi Hợi. Về màu sắc may mắn là màu trắng và màu tím. Về thứ hai là tử vi cho người tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, nam Thổ Tú và nữ là Vân Hớn. Khẩu quyết là nên lắng nghe những lời khuyên của những người có nhiều kinh nghiệm hơn. Còn quý nhân phù trợ là người tuổi Thìn và người tuổi Dậu. Người tiểu nhân là người tuổi Tỵ và người tuổi Dần. Màu sắc may mắn là màu đỏ và màu nâu. Thứ ba là tử vi cho người tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, nam Thái Âm mà nữ Thái Bạch. Khẩu quyết là bạn có thể phạm sai lầm vì đánh giá các vấn đề quá phiến diện. Còn quý nhân phù trợ là người tuổi Mùi và người tuổi Sửu. Người tiểu nhân là người tuổi Dậu và người tuổi Tuất. Màu sắc may mắn là màu hồng và màu xanh lá. Về thứ tư là xem tử vi cho người tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, nam Thái Dương mà nữ Thổ Tú. Về khẩu quyết là đừng vội tính xa xôi vì đã có nhiều việc mà không đi theo kế hoạch của mình. Còn quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ và người tuổi Dậu. Người tiểu nhân là người tuổi Mão và người tuổi Hợi. Màu sắc may mắn là màu nâu và màu cam. Về thứ tư là tử vi cho người tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, nam Thổ Tú mà nữ Vân Hớn. Khẩu quyết là bạn hãy cố gắng tìm ngọc trong đá, đừng vội tin vào cách thể hiện của ai đó. Còn quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ và người tuổi Mão. Người tiểu nhân là người tuổi Sửu và người tuổi Dần. Màu sắc may mắn là màu đen và màu đỏ. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.